Mở đầu chương trình, chúng tôi cống hiến tới quý vị thính giả phần báo chí đó đây với một đề tài sự liên hệ mật thiết giữa thân và tâm. Trong bài báo, tinh thần có thể chữa trị thân thể như thế nào? Bác sĩ và khoa học gia nghiên cứu sự liên hệ giữa tình cảm và sức khỏe của tuần báo Time số ra ngày 20 tháng 1 năm 2003. Tác giả đã cho biết thế giới của tâm trí dường như rất khác biệt với thế giới mà thân thể đang trú ngụ. Cắt vào thân thể, chúng ta thấy máu chảy ra, nhưng cắt vào não bộ, chúng ta sẽ không thấy tư tưởng và tình cảm tràn ra trên bàn giải phẫu. Tình thương và sự giận dữ không thể thu thập trong ống thí nghiệm để được cân đo. Triết lý Tây Phương xem sự chia cách siêu hình này là thuyết nhị nguyên về thân và tâm. Tuy nhiên, nhiều hệ thống tư tưởng Đông Phương từng suy nghiệm khoảng không gian bên trong đã kết luận ngược lại và dạy rằng thân và tâm cùng thuộc về một khoảng không gian liên tục không ngăn cách. Các tâm lý gia và bác sĩ thần kinh học hiện tại đồng ý rằng tư tưởng và thân thể không khác nhau. Những tư tưởng và tình cảm mà dường như tô điểm thực tại của chúng ta là kết quả của những phản ứng điện hóa phức tạp bên trong và giữa những tế bào thần kinh. Những tiếng nói ngoài tư tưởng mà những người mang bệnh tâm thần phân liệt thường nghe thấy và những cảm giác vô giá trị, tự ghét mình đi chung với bệnh chán đời. Những điều này thấy có vẻ như dựa trên thực tại. Thật ra không gì hơn là sự sai lạc của những phản ứng điện hóa não bộ. Không những đầu óc cũng giống như là thân thể, mà tình trạng sức khỏe của hai đều có sự liên quan mật thiết với nhau. Một điều gì xảy ra trong lá lách hay lá gan có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự điều hành của não bộ. Sự rối loạn của não bộ, ngược lại, cũng có thể gửi ra những làn sóng chấn động làm rối loạn thân thể. Do đó, não bộ và cơ thể trước đây được xem như là không liên hệ với nhau, đã được cho thấy rằng có sự liên quan mật thiết và quân bình với nhau. Cả hai đều liên tục ảnh hưởng lẫn nhau đến mức độ một thể chất khỏe mạnh phải tùy thuộc vào một cách sống lành mạnh và khẳng định. Thân thể được bồi dưỡng và vận động đúng mức sẽ sống được rất nhiều năm. Tuy nhiên, nếu đầu óc không được đối xử cùng một cách như vậy, có thể sẽ bị yếu đuối và mang bệnh. Vì vậy, tư tưởng khẳng định và sự cố gắng luôn làm việc tốt sẽ tạo nên một bầu năng lực khẳng định thấm nhập toàn thể những tế bào trong thân thể. Kết quả sẽ tạo nên một môi trường quân bình để con người có thể nảy nở về cả hai phương diện thể xác và tâm linh.